Đam mê săn bắt tam ma, xin chào cô chú anh chị và các bạn ngày mới luôn nha. Hôm nay mình tiếp tục đi thăm cái luồng 7, mình với anh Bình nhí cô chú anh chị. Thì nay dãy giờ mấy ảnh cũng chạy tới thì đồ nghề của mình chuột lúa túi lưới 7 si cua. Thì mà cái luồng 7 mình hôm qua mình có thăm dính được một con ngựa, một con hai con hành đó cả nhà, thì mình bỏ trong này luôn, mình cũng chưa có bắt ra nữa, để hồi mình đi có gắn thì mình bắt ra lượt luôn. Chứ rồi hôm qua thì thăm thất quá nên cũng không có déo luôn cô chú anh chị. Này, cánh đồng của mình. Trước tiên vô thăm cái bãi đầu tiên thì cũng xin chúc cô chú anh chị và các bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe nha. Chúc anh em đồng nghiệp mình đi thăm bãi trúng mánh nha. Rồi, cái tới là cái đầu tiên mình quay chia sẻ luôn cô chú anh chị. Cũng tới cái bãi đầu tiên của mình luôn. Nãy giờ anh Bình với Nhi dính quá. Mình mới tới cái bãi đầu tiên luôn. Bãi này chứ gồi dạch muốn khùng luôn. Chứ này sao đây? Có gì không? Trống lỏng vậy. Rồi chết bớt luôn. Rồi cái bãi này mất gan chuột ta. Mất chuột mất tiêu rồi. Nó hòm hở quá nè cái nhà. Cái này chắc xảy gắn nè. Hòm hở tràn quạt luôn. Rồi ốp máy luôn cái chú anh chị. Rồi cũng tới cái bãi thứ hai của mình luôn cái nhà. Chiến rồi bị đạp rồi mình dời lại đây. Mà mình đặt chăm lại cái bẫy bự. Cái thứ hai hồi nãy thì chết quớt. Còn nó lộn cái thứ nhất chứ. Nè cái thứ hai. Rồi thứ hai này chắc cũng chết luôn. Trống lỏng. Chuột vẫn còn luôn. Rồi êm vậy mà không dính gắn. Rồi tiếp tục đây mình cũng có con cái luôn. Bẫy này chiến rồi dính được con hành nhì. Mình tưởng đâu nhất nhưng không được nhất cả nhà. Con hình nhì cũng một chợ bán. Con này mùa chiến này thì còn lúa luôn, chắc không có rồi. Chuột còn không có chút. Rồi tiếp tục đây mình cũng có con cái luôn. Bẫy này chiến rồi bị mất. Cái mình chăm lại. Chiếc này nó có giống gì không đây. Trống lỏng luôn. Ồ như có rắn cả nhà. Trời ơi em hành ba mini. Chuột nó mới vô, chuột cũng mới nguyên sinh nữa cô chú. Còn hành đầu tiên muốn bệnh luôn à. Rồi ốp máy luôn cô chú anh chị. Ai cũng có hàng hết trơn. Bắt gắn ra thấy nôn nao. Cái này gắn hôm qua. Có vụ gắn hôm qua nữa. Ừ, lấy đi theo bắt luôn. Ừ, ghê ghê. Cho mắc cỡ nhí. Này nhí có lý rồi. Ồ, hình ba mà có gì đâu có lý. Đó. Bự dính cần gắn hồi nãy nè. Đâu, bự không? Bự dính lắm. Nhỏ hơn nó giờ ăn tay cái. Đó. Gom về bầu, dục vô chuồng heo. Nghỉ dục rồi. Tháng này dục mệt lắm. Có nhí và dính mình dính ba con mình không có bắt ra luôn, để tới bữa nay luôn, nó đi theo luôn, bắt ra bắt ké bắt nhí. Bắt đua hả? Ủa con nói gì ta, hai con gì vậy? Dòn vô hả? À, vậy hả? Ba con vậy đã ăn nhí rồi nhí nhí gì đâu. Ồ con kinh không trời. Ồ trời, cái sách này làm như là nó hợp phong thủy với nhí gì vậy ta. Ừ. Chiến xong đặt cắn dính dưới ta. Ừ chiến rồi á, chiến rồi nó cũng làm cái mở hàng đầu tiên, nó cũng có nhất đầu tiên của anh em mình mà chưa thằng nào có nhất, nó có nhất rồi. Chiến này cũng vậy luôn á, dữ thiệt nha. Vậy cho anh mình tiếp bắt con ngựa đâu rồi, nhiêu rồi, 1 2 3 4 5 ben em ben luôn. Trời ơi mặt nó đều trời ơi con rắn đâu, ôi rụng luôn mà, ôi giật thịt luôn. Ô thôi đổi đi, con mày dài hơn đó, lấy con túi bỏ túi đi đấy, con dài con ngắn mày hút tàu tao đổi con tuốt mới tiêu rồi. Ừ nhưng mà đổi em chịu lỗ. Ừ con rắn dài mà không chịu đổi nhí là tính ra nó tào lao rồi chứ. Gắn dài hơn rồi thì đổi mẹ đi rồi, anh đổi rồi. Hồi mập ha, con nó hầm xả là đúng bài luôn đó, hai bồn ha. Nấu cháo cũng êm. Tới công chuyện luôn, làm gì ngon chứ. À. Cũng đừng túi đi mà chơi đâu. Túi rồi nè. Kẹt gắn hôm qua, bữa nay không biết sao rồi. Ôi nãy giờ chưa dính con nào bữa nay chứ hả? Mới dính đường con thành ba. Ủa, thành ba luôn.
được. Nay chắc túi này đầy quá, chịu không nổi cái túi này rồi. Túi này chịu không cho mượn túi nữa nha. Ê, hôm bữa hổm mình tới đây là em chưa dính con nào đúng không? Dính rồi. À nó dính đừng con ấy chưa. Con hành nhì. Hai con không phải, tới đây là nó mới dính đừng con hổ ngựa thả với con hành ba thả. À hừ. Còn vô trong kia nó mới có hành nhất. Mà ý chưa chân bạn mà nó châm thêm, họ chiến rồi nó châm thêm mấy cái mà dính lại thâm nó hút chiếc chân luôn mà. Thua luôn. Ừ. Thế còn cái bên kia thâm chưa bắt chưa kìa? Có không? Rồi, mình kết thúc video mình tạm ốp máy đây nha, một hồi tới quay tiếp theo cho thằng Hen nó sẽ quay cho bạn xem nha. Mình cũng có một cái rồi, cho nhí tiếp thăm coi. Lấy cái hên của nó. Có phân bọn gì không? Chuột chết ngát rồi. Nó ịnh luôn. Rồi, tiếp tục trong này mình cũng có một cái luôn. Cái này chiếc ngồi bị mất rồi, mình châm lại cái này. Biết chiếc này sao đây? Có hàng có gì không đây? Nãy giờ chưa dính con gì luôn. Chết quớt vậy nè. Chà. Có hàng cái gì cả nhà? Cái nặng nặng nè. Có hàng. Còn gì đây? Má ơi con ngựa. Chà bá nền luôn của chú anh chị. Dàn khè. Đón ao luôn. Con này chắc cũng có 600-700 nữa. Còn gắn thứ hai của mình trong ngày hôm nay nha cô nhà. Rồi, ốp máy luôn cả nhà. Rồi, trong này mình cũng có một cái luôn. Bẫy này chứ rồi mình đặt bẫy nhỏ mà dính được con hành ba. Rồi mình châm cái bẫy bự vô. Giờ mình lấy bẫy nhỏ mình đặt nữa nè. Bẫy này chứ rồi cũng dính được con hành. Chiếc này thì chống lỏng. Rồi em chuột vẫn còn luôn. À, tiếp tục trong này mình cũng có một cái luôn. Bẫy này chiếc đầu tiên dính được con hành chà bá nè. Chiếc này sao chống lỏng luôn. Biết có ai thăm không? Mình che cũng lại cũng kín lắm. Một chiếc này thì không thấy phân. Chiếc của mình đẩy kỹ mà. Sao chống lỏng. Chuột còn luôn. Trong này mình cũng có một cái đâu không quên đem cái chai đi theo ạ. Lỗm trời ơi nó bự rồi con dính nè dính anh nhỏ xíu nhỏ cái đỡ không mấy thằng này nào không có chục cái chân anh cái chục rồi đó cái gì đâu dính cái gì kìa 20 cái không dính con nữa kìa. Đập máy luôn cái nhà. Chúc mừng nha. Rồi, tiếp tục trong này mình cũng có một cái luôn. Bẫy này. Sao đây? Ủa, chống. Ủa, có phần. Đây cơ chú anh chị. Có phần chéo luôn. Cán không bự đâu. Con gì đây? Em hành ba. Hồi nó vô lâu rồi. Trời, tôi con hành khủng ngon quá. Ốp máy luôn cả nhà. Rồi, trong này mình cũng có một cái luôn. Này cái bẫy nhỏ xíu à. Mình có không biết dính gắn bự nổi không. Cái bẫy một gan mấy của mình á. Bên xu dính con hành bự sao. Rồi dính rồi. Dính lục mè cả nhà. Đó. Hổ hành không dính rồi dính lục mè. Bó tay ốp máy luôn cả nhà. Rồi mình nhà anh mình ra tiếp bắt gắn nha cả nhà. Làm gì nhí. Ồ. Trời. Dữ rồi nhí bữa nay nổ túi ha. Túi xanh là túi may mắn. Ờ. Nãy có 2 ký bé ru á. Hơn 2 ký xong hết. Hơn 2 ký á. Nặng lắm. Có 2 ký rưỡi 2 ký mấy luôn á. Ừ. Bắt gắn tiếp mày ơi. Nó được mày nha. Ừ quá trời gắn luôn nha. Ừ. Con gì vậy? Con đó. Hành. Ủa không cần ghi ghim luôn hả? Trời. Nắm luôn nó ra nó ra nó. Nhanh dữ ta. Thả bỏ gì nổ quá. Ừ, trời. Hả? Thôi, bữa nay có gắn bự bị đặt khè mình đó. Hỏi đi xíu à. Không nãy giờ không có thấy con nào mà nhìn được chứ.
Ồ, con này ngon nè. Em mua 100 ngàn mà bán không? Ừ, để anh hỏi bán cho. Trời. Ừ, có nghe nó bán rồi. Trong nhà hàng mày bự quá. Hồi nãy em bẻ răng cho anh rồi đó, giờ anh bẻ răng cho nhỏ cho em lại đi. Con này vô nó là 2 kg phải vô. Không, hôm qua hôm qua mình có 3 con á chứ. Thì bởi vậy cái đó con này vô nó hơn 2 kg đó. Nó. Em sợ cái đu nó nè. Sợ nó ỉ quá. Và cao thủ bắt rắn nè. Con rắn không dám cắn luôn. Kệ chí chí cầm cái túi kiểu gì má. Ở đâu vậy? Ở trong túi á. Quay quay nhí cả. Ừ. Nó lộn vô đâu vậy trời. Hồi nó vẫn gãy xe. Nó lộn kìa. Hồi nó vẫn gãy xe vậy đó. Ừ, nó cái đầu. Ừ, nó đầu, nó đầu. Hay vui. Nó quơ cái đụng. Giật. Lộn kìa. Kéo ra, trời ơi, con rắn. Mày. Cầm cái túi rắn này trời. Rồi nó quấn trong đó một cục, hồi đứt dây điện hư cái xe luôn. Làm quay cái vô nó làm ổ nó rồi kìa bọn. Trời ơi, thả ừ. Ừ, thả đi, bắt con ngựa ở con hành bự. Thánh thần địa rồi sao bác? Thánh thần thiên địa hội ơi. Rồi một cục trong đó luôn. Thánh thần thiên địa ơi. Trời ơi. Còn đó gỡ 700 không? 800. 7 bữa không bao giờ đầu thử. Ừ, trời ơi, cái quần jean mà sợ trời. Gắn mình trong túi làm chạy ra vậy đó. Đấy. Con này con gắn kẽn nè, cho anh mình đem về nuôi. Có bụng con trứng luôn. Thôi thả nha anh em ơi. Để dục mới đi nè. Đâu? Ở dục mình. Mày đâu? Trời. Dục mày đi. Rồi. Rồi bả vô. Trời ơi, cái túi gắn con nào mấy nó nặng chịch của mình. Trời trời. Ê, mình đổi luôn giờ. Cho mình 8 nha. Hồi đổi luôn nha. Trời, con nhí là bự nhất, đâu có tiêu vậy. Kìa. Cái gì bự bị cắn ở đó hả gì mà gờ vậy. Ú sụt xịt đâu. Nó chấp hàng mình luôn á. Con nhí nhiều hơn á. Rồi, bye bye nhà nha. Rồi, mình chia tay mình khúc này luôn nha cả nhà. Ủa còn nó 7 nữa hả? Ờ, em còn vài cái nữa. Khúc ngắn nhất nha. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Rồi, bye bye cả nhà luôn nha. Bye bye. Rồi tiếp tục đây mình cũng có cái luôn cả nhà. Hồi nãy mình với anh Bình đã cũng chia tay nhau à. Bây giờ mình đi thăm mấy cái bẫy mà nghịch đường với ảnh. Biết phải chỗ này. À, chỗ này đúng rồi. Chuyến rồi thì chuột chết, chuyến này thì chuột còn. Đó mình năm rồi mình đến sảy gắn bự lắm, không biết gắn gì. Rồi ốp máy luôn cả nhà. Rồi tiếp tục đây mình cũng có một cái luôn nha. Đây cái giường đu đủ trái hết biết trái luôn, trái đầy hết trơn mà không biết có giá không, hình như chín hết trơn rồi chưa cắt. Bẫy này chứ ngồi cũng chết nè, thăm địa hình cũng êm quá nè mà sao trống lỏng thấy thân bỗng hết trơn, có gì không. Ồ, có hàng mà con rắn không được bự rồi cái chú. Đây, hành ba siêu mini. Bó tay luôn. Rồi, ốp máy cả nhà. Rồi, cũng tới cái bẫy cuối cùng của mình rồi cả nhà. Cái bẫy này chiến rồi à. Chưa quớt à. Rồi, chưa quớt luôn. Cái này mất chuột ta. Chuột đi ra đường nào trời. Rồi sảy rồi. Không biết con rắn hay là con gì là mất con chuột của mình rồi. Rồi ốp máy luôn cả nhà. Rồi thì mình cũng thăm xong luồng bẫy rồi cô chú anh chị. Rồi, tới cái điểm cuối cùng thì đồng mình lúa đang chỗ nè, thì nước khô que rồi, không có nước bơm nước mặn lên rồi ha, cho khô luôn. Lúa này có tuần nữa là chỗ công trái me rồi đó nha.
Hôm nay thì thành quả của mình đây. Hôm nay thành quả của mình thì dính 5 con hành. Nhưng mà toàn hành 3 không à. Với một con ngựa. Ngựa số 700 á. Rồi hôm qua mình có thăm một luồng 30 cái thì dính được có con ngựa với hai con hành, thì bữa nay mình bắt luôn. Thì tổng thành quả hôm nay của mình chắc tầm 1 ký rồi cô chú. Với hôm qua nữa thì cỡ 2 ký. Hai con ngựa này thấy cỡ 1 ký 4, 1 ký 5 rồi. Thì 5 con hành nữa. Thì còn ở trong này mình còn con mà nó quá nhỏ mình chưa có bắt ra luôn. Đây trong này, thăm làm miếng bắt ra luôn, miếng nó nhỏ quá. Giá cũng nói chung cũng được, tạm ổn, kiếm tiền chuột được. Hai con ngựa, một con hạt, ba. Bữa nay một con ngựa, 5 con hành. 5 con này chắc tầm hơn nửa ký. 5 con này chắc ở 600-700 gram. Hành nó không có được bự luôn. Bữa nay muốn bể đầu luôn rồi chứ. À, đi đuối luôn cô chú anh chị. Chuột gắn năm nay mùa này nói chung khó kiếm lắm, hên xui á. Chiến gọi mình thăm cũng có lý quá trời, 2 ký 6. Chiến này thì thăm quá trời thăm mà không có gắn. Cho mình xin kết thúc clip tại đây luôn đó nha. Hẹn cô chú anh chị và các bạn trong clip tiếp theo của mình luôn nha.